chiều ngày 8 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. 4 đối tượng bị bắt gồm Trương Minh Thiện, 33 tuổi, ngụ ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần; Lê Hồng Phẩm, 26 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè; Lê Hoàng Phúc, 36 tuổi, ngụ khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang; và Nguyễn Hoàng Nam, 32 tuổi, ngụ ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang. Tất cả đều là học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, nhiều học viên tại cơ sở cai nghiện đang đóng trên địa bàn huyện Châu Thành la hét, leo qua tường rào bỏ trốn. Trong đó, 4 đối tượng trên dùng gạch, đá, bình chữa cháy tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an xã Đa Lộc, công an huyện Châu Thành đã trấn áp, bắt giữ các đối tượng bỏ trốn đưa về cơ sở cai nghiện.